Sáng ngày hôm nay 30 tháng 4, vừa có bài viết cực hot dấy lên nghi vấn, soái ca Hàn Đông Quân lộ ảnh hẹn hò với mỹ nhân Trần Dao. Paparazzi đã bắt quả tang cặp đôi này ngay tại phim trường, nơi Trần Dao đang miệt mài quay phim tại đây. Điều đáng nói, Hàn Đông Quân khiến dư tình suýt xoa vì đồ ngọt ngào khi anh chàng cố tình giả làm nhân viên của đoàn làm phim, sau đó đến bên bạn gái tin đồn làm cô nàng bất ngờ. Hiện đây là chủ đề thuộc vị trí số 1 top tìm kiếm Weibo. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành cảnh quay của ngày hôm đó, paparazzi tiếp tục bắt gặp được khoảnh khắc cặp đôi cùng lên xe trở về một căn nhà chung. Nhìn hành động của Hàn Đông Quân và Trần Dao, CNET đều cho rằng mối quan hệ của hai người chắc chắn vượt qua tên đồng nghiệp. Tiếp theo đó, paparazzi xứ Trung một lần nữa phục kích được hình ảnh ngày hôm sau. Sau khi tụ tập với nhóm bạn thân, Trần Dao lái chiếc xe hơi sang trọng của mình đi đón Hàn Đông Quân. Sau đó, cặp đôi tiếp tục trở về tổ ấm tình yêu. Hàn Đông Quân sinh năm 1992, sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m82, cùng thân hình săn chắc, quyến rũ và gương mặt nam tính không góc chết. Nam diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả qua vai Dịch Liên Khải, Cuối Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ. Bên cạnh đó, còn có Pháp Sư Vô Tâm. Năm 2018, Hàn Đông Quân từng vướng tin đồn tình ái với Vương Văn Giả, ái nữ nhà Trung CEO Vương Trung Lỗi của tập đoàn giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Tuy nhiên, anh lại ngấm ngầm phủ nhận. Trần Dao cũng là nữ diễn viên đóng chung Pháp Sư Vô Tâm với mỹ nam họ Hàn. Tuy nhiên, khi đó nam diễn viên đã có phản ứng rất thẳng thắn, đích thân bình luận trong bài viết tung tin đồn: "Đừng quan tâm nữa, nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ tự mình công khai." Với loạt hình ảnh làm bằng chứng do Jungkook cung cấp sáng nay, cả hai nhân vật chính đều chưa đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, với những khoảnh khắc siêu ngọt ngào và đáng yêu trên, CNET đều hy vọng đây sẽ là couple mới của làng giải trí xứ Trung trong năm 2021. Nhờ vào thành công của vai diễn Tam Thiếu Gia Dịch Liên Khải trong web drama Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Hàn Đông Quân được người người, nhà nhà yêu mến và một lần nữa trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu thiếu nữ. Nhất cử nhất động của nam thần 9X đều có thể dễ dàng trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Chính vì thế, dù chỉ đóng vai năm thứ trong web drama Tam Quốc Cơ Mật Chi Tìm Long Tài Uyên, nhưng Tam Thiếu vẫn hot, chẳng kém gì nam chính Mã Thiên Vũ. Trong Tam Quốc Cơ Mật, Hàn Đông Quân đảm nhận vai diễn Từ Mã Ý thời trẻ, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa với tài thao lược, cầm binh vô song. Từ Mã Ý kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bình, Lưu Hiệp, Mã Thiên Vũ và hết sức phò tá Hán Thất chống lại thế lực của Tào Tháo. Tuy nhiên, dấn thân vào chiến loạn, đứng trước sự hấp dẫn của quyền lực, danh vọng, Từ Mã Ý đã dần đánh mất bản chất của mình. Người huynh túc trí đo mưu của Lưu Bình năm nào giờ đã hóa thành kẻ tâm cơ, mơ mắt vì quyền lực và sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn tàn ác, máu lạnh. Có thể nói, vai diễn Tư Mã Ý trong Tam Quốc Cơ Mật là một thử thách khá lớn đối với nam diễn viên trẻ Hàn Đông Quân. Không còn là chàng soái ca thâm tình trong Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ hay bất tử trong Pháp Sư Vô Tâm, Hàn Đông Quân giờ phải hóa thân thành một Tư Mã Ý túc trí đa mưu, song giả tâm sâu thẳm không đáy. Một thách thức nữa mà Hàn Đông Quân phải đối mặt khi tham gia Tam Quốc Cơ Mật đó chính là đóng cặp với bạn diễn hơn cả chục tuổi Đồng Khiết. Cách biệt tới 13 tuổi nên cặp đôi hẳn đã gặp phải nhiều khó khăn khi thể hiện những phân cảnh lãng mạn, thân mật bên nhau. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù hơn Hàn Đông Quân tới cả một con giáp, nhưng trong Đồng Khiết chẳng hề kém sắc chút nào. Ngọc nữ năm nào của màn ảnh nhỏ vẫn toát lên vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ như thuở ban đầu.